cháu thì tôi chạy lại, tôi còn sốc cái đầu lên, tôi bỡ lên nằm bụng tôi, không gán rồi Nguyễn ơi, thì tôi thằng kia chết rồi. Anh kia chết rồi, còn chồng mày thì xỉu rồi, chết chắc luôn mà không biết sao. Người ta chân người cứng đơ. Biết nghe nói thằng này bị, trời ơi, tôi nói trời ơi, giờ không biết lấy cái gì mà giái, đừng cho nó sống. Đó là gọi người ta chát là rồi. Thế đó là đang nói chuyện gì cái cũng hết biết. Hết biết tôi chết rồi đó. Dạ. Là thằng này đó là tôi túi sống là tôi làm. Về ba bữa ha, ngày đầu với hai ngày sau là tôi nằm ha, thao thức như mà ai chết tôi chết vừa đem tôi đi chôn chết đó là nặng đó. Nặng nhất là thằng đi sau lưng bên tôi với tôi với thằng đó là tôi, thằng kia bị hơi nặng hơn tôi một chút, nó bị nó đi ngay cái luôn. Mà sao mà tôi không chết đó là chú cầm 40 cuốc với điện thoại, tôi cầm hai cây cuốc đó đó với hai cái điện thoại để đầu nè. Nghe cái tẹt là đầu tôi bụng cái đầu gì nè, là tôi lủng nó thằng này còn nhúc nhích nè, thằng kia là chết không nhúc nhích được luôn mà. Lật lên là đủ cái quần này nè, banh. Dạ, Minh Quận mến chào cô chú anh chị đang xem kênh Minh Quận. Lời đầu tiên cho Minh Quận kính chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống. Và hiện tại thì anh em cũng đang có mặt tại xã Mỹ Hương, ấp Mương Khai, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Thì hôm nay anh em qua đây để thăm cũng như chia sẻ hoàn cảnh của anh Nguyện. Thì trong vụ xét đánh 4 người thì một người đã mất mạng tại chỗ của chú anh chị, thì anh là cũng là người thoát nạn, thì anh cũng đưa đi bệnh viện, thì hôm nay đưa về thì hoàn cảnh đặc biệt rất là khó khăn luôn của chú anh chị. Thì hôm trước anh em đến chia sẻ thì cũng có rất nhiều quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân cũng thấy gia đình của anh đồng cảm yêu thương, thì cũng gửi số tiền qua anh em. Thì hôm nay anh em đem đến đây trao cho gia đình, thì gia đình anh thì tới vợ và 5 người con thì còn rất là nhỏ đó cô chú anh chị. Thì anh là người trụ cột chính trong gia đình, thì không may thì đi làm ngoài đồng thì gặp nạn, thì mạnh thường quân thì thấy thì gửi số tiền và những món quà rất là ý nghĩa gửi đến gia đình, gửi qua anh em thì trao cho gia đình. Thì em cũng xin mời cô chú anh chị cùng anh em để đi vào bên trong để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh như hoàn cảnh gia đình hiện nay như thế nào. Dạ em xin mời. Nói đi mà chập đầu trời đó, trời xét rồi đó, nó điếng hồn rồi, nó sợ mất hồn, ngủ tao hỏi nó hoài à, mày ngủ bằng đêm á, có giật mình rồi không con? Có giật mình kêu nấu mâm cơm nặng da con gái kêu nó hồn nó về vậy đó. Dạ. Mất hồn luôn, mất hồn. Trời đánh hồn gần sát bên mà biến hồn biến vía rồi chết nữa. Rồi, chết người đó nữa. Đi chung 4 người, con nghe nói 4 người. Ừ, 4 người đó. Đánh hết luôn rồi, ảnh bị thương. Nghe ảnh là cắm đầu sình. Cắm đầu sình, mặt mày sình không, tới người ta kéo lên, rửa mặt rửa mày nó chỉnh tụi nó, trời không thôi là không có ai thì chết nữa, thì chết đó luôn rồi. Dạ. Chết với Dũng Trình đó. Cũng ai có người, người cậu, người chú gì đó. Ừ. Cứu. Nên ảnh thoát được. Có anh cứu, anh mời chú nhà. Chú vợ. Trời ơi. Chắc ở đây ai nghe cái nói biến hồn biến vía hết trơn trời. Nghe nói nghe hết hồn hết vía, bị có ông chết nữa đó, mất hồn mất vía ở đây. Thế nào giờ đâu có vụ gì đâu, có hồi đó đâu, giờ đâu có gì đâu. Rồi cái sao mà vậy đó, cái điếng hồn hết trơn luôn. Ai cũng giá trời với Phật cho nó mạnh giỏi nuôi con, là trời năm đứa con quá trời. Dạ cũng may mắn cho anh nè con. Quá trời con nhỏ luôn. Thì năm đứa con. Dạ. Bà ở gần đây không? Rồi bữa mà trời mưa đó, ở đây có nghe tiếng sét không bà? Có nghe gùm gà, cái nghe có tiếng hơi lớn vậy đó. Cho mình thì đâu có ngoại. Dạ. Tôi già cả tôi không có đi ruộng đâu, mấy đứa nhỏ còn tôi nó không có cho ăn. Đúng rồi, bà lớn tuổi rồi sao đi ruộng được? Ừ. Nghe mấy đứa này nói gì nó học hỏi thăm nó, trời ơi trong trong cho nó về rồi hỏi thăm, bị nó chở qua nhà thương bên đó. Dạ. Chưa về đây chừng nào qua nhà thương tỉnh tuồng nó mới được về đây. Nghe nói là vô nhà thương nằm ở trong rồi cũng hết tiền rồi mới đi không về. Có tiền không có ai. Xin đi về. Nó không dám đi, rồi mấy bà nó không đi, đi đại đi có gì mình nói thẳng đi. Dạ. Quá mà không lẽ anh ta cũng cứu mình chứ không lẽ không cứu. Dạ. Nhà thương. Chứ để ảnh hưởng sau này cái chân mà không có lành được thì đâu có đi làm được. Ừ, bởi vậy đó. Dạ. Rồi năm đứa nhỏ này. Dạ. Thì... đứa nó nằm dài nãy bởi vì là đến chỉ đi. Bắt đầu vô được có con trai chứ. Vô nhà trai nó chuyển gì hả, đi về. Nó không chèn á, không dám. Không tiền, không tiền. Không dám, không
ông cũng nhà nó không thích được trong nào đâu sợ tại nhà luôn biết chồng thì không có tiền không dám ở chồng lâu sợ tôi nghĩ sợ là ta biết có lo cho mình không dạ nghèo mà nằm ở trong bệnh viện thì điều trị thì nó sẽ nhanh hết hơn khi về nhà nằm thì nó lâu chích đồ này nọ thuốc men tốn nhiều dạ dạ mà giỏi lắm hả bạn giỏi lắm ai cũng phái nó kêu nó đi mận dạ nó mận giỏi chắc là làm đi làm quanh năm đi không có gì làm quanh năm đứa nhỏ dạ ở gì nó khỏi bà có bà con không bà con có không có bà con kêu bằng gì kêu anh Nguyện kêu bà bằng gì bằng thím thím nhà cửa thì thấy cũng dưới mé sông nào cũng không chạy qua chạy lại nó qua nha tội nghiệp người anh trai rồi anh trai vậy chứ anh sao che dạ. Đỡ cho nó còn dạ. Cái nó ở cho giọt mưa giọt nắng gì đó dạ. Đi đâu có tiền nữa mà cắt tiền đâu mà cắt dạ. Còn không đủ ăn nữa đây mà có đâu mà cắt dạ. Bữa là anh đi chụp anh ở gần đây không không ở gì cả xa có tiếng chỗ ở rồi bữa nay đi tiệc không đi tiệc thôi anh thấy hoàn cảnh của anh Nguyễn sao khổ nói chung ra tôi là dây bát đó à, dây dạ. Bát hả dây bát dây bát dây bát bác vợ đó dạ bác vợ đó nhưng mà ở có mua đất về đất thắng á dạ hồi trước thì ở đây nè rồi tôi mua đất về chảnh rồi nghe nói vậy đó đi xuống thăm nghe. Nghe có cuộc họp xét đánh mà thoát được là cũng nghe cái ông chết ở bển á là tính đâu là không có nó rồi tới chừng hỏi kỹ rồi là đi ghé đây cũng bất ngờ ghé đây rồi nghe cái gì đó dạ rồi bữa nay đi xuống thăm nó lượng cũng thấy tội nghiệp ha trời mày nói chung ra giúp đỡ nó là đúng rồi đó thiệt á nghèo tội nghiệp lắm dạ. Giỏi giỏi lắm những bây giờ nó nghĩ nè đâu có gạo mình vợ nó mà hiền lắm dạ bởi vì bữa hổm ổng nói chung là ổng còn thương nữa đó ổng thương đó ổng chừa lại ăn mặn tiếp nuôi con gái nó chứ là mày thấy năm đứa nhỏ lỡ như bữa hổm mà lỡ đánh chết chung với ông kia luôn rồi chừa lại năm đứa con rồi thôi luôn vợ nó anh nói là giống như ông trời còn thương đúng rồi ông trời còn thương nó đó chứ thôi lỡ có gì cái biết mấy đứa nhỏ sao luôn mẹ mất rồi dạ khổ dữ nữa nói chung ra nhà thì có ắt có giường có ruộng gì đâu mà con vậy á rồi vợ ở nhà thì trông con nhỏ vậy đó dạ nó thì mình thấy cái hoàn cảnh anh khổ ha khó khăn ha anh ha nhưng may mắn thì cũng thoát được cái nạn đó gặp cô với anh rồi cảm ơn anh nha cảm ơn anh chị là gì với anh Nguyện vợ anh đó đó vợ hả giờ cũng nay đi tiệc với này đi đáng đi tiệc nhưng mà nó mời tới ngày mai nên không có vô mẹ vô mai đến đây thăm anh Nguyện luôn sẵn đến đây thăm nhé hỏi thăm đấy nè dạ tại bữa hổm bị gì đâu có hay đâu có anh chồng hay à dạ bây giờ nãy hay giờ nọ có khúc này có dịp mấy em lại ai cũng chạy tới luôn dạ dạ chồng chị á với bà ông này vợ á là bà con cô cậu thì nó kêu chồng chị với bằng bác là dạ này là cháu rể dạ hoàn cảnh thì thấy mấy đứa nhỏ mình thấy khổ mà nó khổ hơn mình đấy tại vì mình khổ mình còn ít con á đi cài cấy được còn dạ. Nó khổ mà lại con năm đứa dạ. Mà giờ thì không có chỗ ở mang cắt dưới mấy xong chắc cái chồi này chắc cái chồi như thế nào nhà cửa thì của anh thấy có để được hai cái bộ vạc che tùm lum hết trơn này với cặp cũng tạm bợ ở tạm bợ chứ không có cố định được dạ làm nhiều chỗ cắt thấy giúp đỡ được tại vì nó hiền lắm tại vì nó sống bên vợ mà nó hiền ai cũng thương hết trơn mà nuôi năm đứa con đâu có nuôi đủ đâu ông nhà vợ với bà giờ phải nuôi thêm dạ không nuôi nổi cảm ơn chị dạ cảm ơn chị dạ em chào chị cũng là thăm dạ chị kia chị Mạnh Thông Quân cũng ghé đi đến đây thăm gia đình kiểu rồi, xe chạy tới hú bản rồi dạ chạy lộn đường hả chú xe chạy hú dạ cái chùa chán kiểu dạ hôm nay thì anh em quay trở đây thăm anh Nguyện trong vụ xét đánh
ở ngoài đồng 4 người, thì anh là người thoát nạn, một người mất có chú anh chị. Thì anh là cũng trong một hoàn cảnh đặc biệt, gia đình khó khăn, gia đình tới 5 người con của chú anh chị, một vợ và 5 đứa con rất còn nhỏ luôn. Anh em hay thì cũng chia sẻ thì cũng có rất nhiều quý mạnh quân với nhau tâm đồng cảm yêu thương, thì cũng gửi số tiền cho anh em thì đến đây để gửi cho gia đình. Đây là ấp Mương Khai, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng của chú anh chị. Năm đứa cây có đủ luôn con. Năm bé không? Dạ, đây là bà ngoại ha. Dạ. Bà ngoại. Đi ruộng mới về. Bà ngoại đi ruộng mới về hả? Đi dặm lúa. Dạ. Bà ngoại con còn đi dặm lúa. Dạ. Ở đây có chuyện gì mà đâu? Dạ. Ngày ông chết cũng phải đi dặm. Dạ hả bà? Nuôi chiếc nó. Bị thằng chồng nó bị vậy đó, rồi đâu có cho giáo gì mà. Dạ. Để cho nó nghỉ cho cửa người ăn khỏe khỏe được. Dạ. Chồng nhỏ bị trời đánh là dạ, mình đi vô trong gặp gia đình này cũng có những cái tình thương của nhỏ tâm á, nãy quà rồi cũng đem vô trong hết rồi, bây giờ mình vô trong để anh gặp anh Nguyễn với vợ mấy đứa con. Vô nha bà. Dạ, chào chị. Gia đình đây mở cửa ra nhà. Ở đây đầy đủ hết rồi không? Đầy đủ chưa? Dạ, chào anh chị. Dạ. Đây năm bé năm. Dạ. Hôm nay đến thăm anh Nguyễn này sao rồi, tình hình sao rồi anh Nguyễn? Chân sao rồi, còn nhức nhiều không? Em bây giờ nó cũng còn tê tê. Cũng giống bữa hổm vậy đó hả? Dạ, cho em cài cái. Hôm anh ngủ không được, anh thức sáng đêm, anh đi gầm. Ồ, vậy hả? Vậy ta kêu mày chở. Nhưng mà sao nó ho quá rồi ho. Bị ho nữa hả? Người giống như nó không được khỏe ha. Nóng nó bị quá. Tức gì không? Lâu lâu thở rồi nó hơi. Còn hơi thở mệt hả anh? Nó ảnh hưởng, dạ. Giống như là ảnh hưởng của cái sếp đánh cho nên là nó cứ có cái này có kia hoài à. Hôm lâu 2-3 giờ mới nằm. Cái lộ đi ra giống nó nằm tí rồi mới vô. Dạ. Không, khó ngủ như anh nóng quá. Anh phải hạn chế đi, cái chân anh nó còn yếu quá nên anh hạn chế đi, tìm đi nhiều quá nó động rồi. Không đi á, đến đi cho cử động cho nó. Đi ít thôi. Mẹ tên nhỏ. Vậy là bữa giờ là anh nói là có vô bệnh viện vô nước biển hả? Dạ, em đi vô nước biển với chích thuốc. Lấy vô thuốc uống không về. Chích mũi thuốc. Chứ chưa có đi bệnh viện. Chưa đi. Cứ đi lắm. Phải nhờ mấy chú mấy anh nè. Đúng rồi, hôm nay thì chắc khi mà anh em đến thăm nè, rồi cũng chắc là ngày mai gì đó là anh phải đi bệnh viện. Dạ. Cũng có mạnh thường quân á, có mạnh thường quân là muốn là anh đi bệnh viện để trị cái chân của ảnh chứ không có ở nhà gì được. Để cho nó ở nhà rồi con nó nằm xuống. Dạ, cái này trời, cái nào. Mỗi con kêu anh đi để anh nằm đó, anh đi tới lui được, cái chiều đi qua bà ngoại có nhà thì giữ, giờ mấy đứa này dùm được đi qua được. Thì thí dụ như bữa hổm á, khi mà tụi em bữa đầu đến á thì mạnh thường quân không có giúp. Dạ. Không có tiền nhiều để mình đi, còn bây giờ thí dụ có tiền mạnh thường quân giúp rồi mình phải đi. Dạ. Tại vì mạnh thường quân giúp á là giúp chủ yếu cho anh, cái chân của anh nó hết rồi, hết cho mạnh con để lo cho mấy đứa nhỏ nè. Ừ. Rồi cột chính thì không làm được, thì bây giờ biết làm sao giờ ba bốn đứa nhỏ, năm đứa nhỏ được rồi. Đứa nhỏ nó có mặn được gì đâu. Dạ. Còn thằng nhỏ giúp em đi chị cho hết 2 giờ rồi nó đâu có biết gì đâu. Dạ. Gán chị cho hết đi làm. Dạ. Thì anh cho hỏi là từ lúc mà anh bị sách đánh tới giờ á, là cái sức khỏe của anh cảm nhận như thế nào? Xuống nhiều luôn á. Sách chừng miếng nước ít gì nè. Là sách muốn không nổi vậy. Nó yếu luôn. Yếu xìu luôn. Anh cảm nhận như là 10 phần thì còn có mấy phần cái sức của anh á. Cũng mất vô phân nữa, thôi phân nữa rồi mất hết rồi, hơn phân nữa nó còn một gì xét nó xuống một cái là thấy xuống rõ luôn. Yếu rồi. Lúc trước nghe nói anh phải mạnh đi làm lắm, đúng rồi, có tướng nhìn tướng của anh này nó mặn mới có nghỉ một ngày nè. Dạ, vậy các bạn đây cũng là rất là may mắn luôn á, bị sát đánh trúng mà vẫn còn sống rồi, là ai cũng mừng nó hơn là sống mạng cũng là may mắn lắm. Thêm mừng đi. Cái này. Chào mấy, trời ơi.
Bữa nay chắc mấy đứa có đứa mấy bé đi học, hai bé hả chị? Hai bé à, hai đứa lớn. À, bữa nay có bé lớn nhà nè, bé trai nè. Nghỉ hè rồi phải không? Đi rồi phải không? Nghỉ hè. Dạ. Hôm nay thằng lớn lên được lớp 6 rồi mà chưa có tiền mua xe cho nó học nữa. À, xe đạp hả chị? Dạ. À, chưa có tiền là học lớp 5 học trên đạp này đi ấy còn dạ. Dạ. Cô mới nói thôi vậy cho nó nghỉ. Chuyển qua bên kia sao đó. Dạ. Rồi mai mốt là đi học á ha, mốt đi học là đi hơi xa, hơi xa, không có xe. Dạ. Có chiếc xe đạp mà nó hư tới hơi lui á, đạp sao quá tội nghiệp. Xe đạp chắc triệu mấy hả? Triệu mấy thôi. Dạ. Còn bé nhỏ thì còn học gần, cái nhỏ này. Học gần trên này, cũng dễ trên này có gian rồi được. Nhưng mà mấy cháu đi chung đó rồi cho gian thêm. Dạ. Anh nguyện thì như vậy, nhìn mấy đứa nhỏ nữa thấy gầu ha. Quá trời đồng luôn. Không? Nghèo đó thấy không? 51 không à? 51 à? Dạ. Sáng ăn cơm nước gì chưa? Mấy đứa nhỏ ăn cơm nước gì chị? Sáng đi cô bá điện, cái cô mà bá từ đi qua cho đồ á, kêu điện mua đồ cho chồng ăn, người ăn rồi. Ừ. Mua được miếng thịt chứ. Dạ. Cảnh như vậy rồi chị phải mắc đứa nhỏ rồi ai nấu nướng cơm nước hàng ngày á? Em nấu. Vừa nấu vừa nấu luôn. Có thằng chồng ở nhà thì ẩm. Dạ. Có thì nó vừa ẩm vừa làm. Dạ. Có nhỏ này nó được chơi. Đừng có giỡn con. Dạ. Vừa giữ mấy đứa nhỏ vừa lo cơm nước cho con. Nấu yeah. Cơm lên xin nước ông ngoại xách xuống, ông ngoại xách giùm. Dạ. Đâu có mặn gì được. Nó mắc lo con hàng cái xô nhỏ còn xách thì không được. Xô đó. Xô nằm ở chỗ đó xô xin xách quá trời cũng không được. Cửa xách đánh. Tối như giờ dạo này ngủ rồi sao anh? Ám ảnh không? Lâu lâu nằm cái mình suy nghĩ lại cái vụ đó nó thấy sợ không anh? Cũng sợ. Dạ. Anh cũng rất là may mắn này mà nha. Mắc hồn mắc gì lâu lâu cái suy nghĩ lại vụ đó là thấy là ngủ hết ngủ rồi còn ám ảnh nè. Rồi cái lúc mà ban đêm trời mưa anh có cảm nhận như thế nào không? Trời mưa trùm mình hết chứ rồi nghe xét thấy sợ luôn á, ám ảnh sợ ngồi ngoài đó xét là đi vô không dám ngồi ngoài. Nghe kể lại rồi chú kia nói rồi anh xét đánh là văng ảnh xuống sình hả, cái đó là cái đường dưới ruộng anh hả? Nó trên ruộng mà ta bơm nước lên cái chặt đất á. À, dạ. Cũng nước cũng bao nhiêu rồi. À, có những cái đường dẫn nước đó phải không anh? Nguyên ruộng luôn á. Bơm nước lên làm đất á. Giờ khi xét đánh là anh bay luôn, bay xuống đó. Em không biết. Nghe nước. Có nghe chú kể lại không? Chú ổng có không biết nữa, ổng quay quay rồi ổng thấy là chỉ thấy là cắm đầu dưới rồi quậy dưới à. Góc này, nằm góc. Lúc đó chắc anh bắt tỉnh rồi, chắc anh cũng dùng thế nào nữa, dạ, nhanh hay quá biết. Lẹ cũng như lẹ quá không biết. Dạ. Chú cũng bay. Chú cũng bay, giống như đang nói chuyện gì, cái đùng tới là hết biết gì rồi. Ừ. Em thì không biết gì luôn, đi vậy đó, anh em nói chuyện vậy rồi. Chuyện qua lại vậy rồi, hết biết rồi đó, không biết. Ừ. Như bị điện giật vậy đó rồi, xỉu luôn. Dạ. Để nói chung là như video trước thì anh em có chia sẻ cũng đến cũng có gửi cho gia đình ít tiền ha để trang trải trong mấy những ngày vừa qua á. Dạ. Thì hôm nay thì tụi em lại tiếp tục đến đây để coi cái tình hình cái chân của anh làm sao. Tại khi mà đăng tải lên á thì Mạnh Thường Quân cũng thương. Kìa chú. Dạ. Rất là quan tâm, cũng mong là cho anh là điện thoại ai vậy? Điện thoại của ai vậy? Trong túi hay vậy nghe? Ở túi quần hay mấy con dây? Dây anh chơi điện thoại chứ có tắt tắt cái chuông. Tắt điện thoại đi. Leo lên dẹp đi. Ừ. Đi ra ngoài cũng nghe đi. Đấy rất là hiền đó nè. Được rồi, té gãy tay tới giờ đâu làm nặng được đâu. Nhà của nó làm đỡ đỡ mẹ cũng được. Dạ, nhưng mà không có bị té thì cũng sách nước cái gì cũng không có để sách nặng đỡ tiếp mẹ nó cũng được. Nhà rồi nói chung chỉ có hai cái giường thôi cả nhà. Giường hai cái giường thôi. Chỗ này nó bầu vậy thì nó cắt được. Dạ. Thôi dạ. Đâu có cắt được. Không sao luôn các bạn ha. Chế ẩm đi đây. Nhẹ lắm luôn. Che cao su rồi che lá rồi không có đèn rồi nó đâu có cái ít ít mới che được cái nhà tạm bợ rồi phụ họ rồi lớn đi làm mướn rồi dạ. Làm nhà gạo làm nhà không thì không có gạo ăn dạ phải mất đi làm mướn cũng mong cho anh sớm khỏe lại để phụ lo mẹ. Cho mấy đứa nhỏ nè phụ lo tiếp cho vợ nó nè dạ bây giờ mình ngồi một bên đi để tụi em ngồi xích vô đi ha. Ngồi xích vô hết đi để tụi em triển khai cái quà của mình vui vẻ nha. Hôm nay có rất là nhiều bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ luôn nè. Bỏ dép ra. Chú cho bánh.
Rồi ngồi xuống đàng hoàng đi, chú cho bánh nha. Cho bánh. Cho trước chút được, bé nhỏ. Bé nhỏ kìa. Lùng chút ăn chút coi. Rồi ngồi đàng hoàng nha. Thì hôm nay anh em đến thăm thì cũng có những cái tình thương của nhà hảo tâm á, cũng gửi cho gia đình những dịp hành tay mà cảm ơn. Đầu tiên những dịp hành tay ấy, quà của cô Xiến ở Vũng Tàu ha. Cô Xiến ở Vũng Tàu. Đây là cô Xiến là nhà anh em mua bánh gạo. Để nấu gạo 20 kg gạo của cô Xiến ở Vũng Tàu nha. Tắc ngủ. Dạ, gạo của cô Xiến ở Vũng Tàu. Con mở đi. Con mở đi con. À, mở cho mấy ngoài. Anh em đi. Cô cầm cái điện thoại kia đi. Cảm ơn cô. Đâu đâu chị mở cái này ra coi gì chị. Chị mở ra mở cái bịch ra giùm em đi. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Xiến. Cảm ơn cô Xiến. Cảm ơn cô Xiến. Ồ đúng rồi. Có gì trong cái hầm ra. Vinh đại ra này đi. Để đại ra. Còn có sữa đó kìa. Nhiều luôn nè. Rồi đưa sữa cho con. Chiến là để tiền là mua. Đây. Mua quà bánh rồi cho mấy con nè. Con á, món ăn uống ăn gì ăn uống gì uống nè đó. Sữa tụi con đó, thấy chưa. Sữa wow. Có nè, bánh có nè con. Quá trời mừng rồi. Nhà. Sữa ha, bánh. Có dầu ăn được. Đường muối rồi, nước mắm, đường. Đó là phần quà của cô Xiến nè, rất là nhiều luôn nè. Không có quà ở đây, cảm ơn ngon được. Thôi cảm ơn. Cảm ơn. Rồi. Dạ. À, cảm ơn cô Xiến ở Vũng Tàu. Để gửi bánh kẹo cho tụi con ha. Dạ. Mà thương quá. Bây giờ tiếp theo. Tiếp theo quà, tiếp theo ha. Quà của cô. Dạ. Cô giáo bên công ty gỗ Tân Việt. Thì phần quà này là của cô Xiến ở Vũng Tàu. Và tiếp đó thì tới quà của cô giáo nhà trẻ công ty gỗ Tân Thành. Rồi dạ. Đây hai thùng quà. Đây cầm cầm đem vinh qua. Vinh qua để anh dạ đây đi. Vinh qua để anh dạ rồi khui ra cho đúng rồi. Cho cô coi luôn. Chắc anh ngồi xích vô nữa rồi. Ờ không nè, bây giờ khui lên đây cũng được. Xích vô đi, xích vô cũng được. Chị Kha ngồi xích vô. Về vô trong nữa để qua mình trao để mình khui cho. Để ngồi đây đi, mình vinh nữa. Để anh lên cái vinh nặng lên. Rồi. Ok. Rồi. Vinh lên đây. Cái này nè, ai nè, cổ bé buộc tóc kìa. Đó, thấy chưa? Thương bé không? Cái miệng ta khui á, miệng khui ra giùm mà để coi mình cũng gửi cho anh. Cái chất đắng gì mà em ha? Có dao nhỏ nhỏ không? Dao á. Có bây dao trên đó gì đó, bác Phỉ lấy cho con không Phỉ? Để nóng đũa không Phỉ? Bây giờ nè, gửi để xếp nó quen tiền của cô. Đó, cái gì nè. Kéo đi, kéo dễ khui hơn nha. Rồi gọc mình, gọc ra đi coi Vinh. Khui từ hồng trước ha. Cô rất nhiều luôn nè. Quà cô Xiến rồi. Mạnh Thường Quân cũng gửi cho gia đình mấy đứa nhỏ nữa. Cảm ơn cô kìa. Rồi anh để quà ra. Rồi có cái gì vậy? Cứ để qua bên đây, ở bên đây trống cũng được. Dạ, bên trống này. Rồi cứ để qua. Dạ. Rồi mời anh nè. Mời anh ha. Ủa chừng rồi đồ chơi nó hay gì á. Ồ sữa tóc ơi. Không biết sữa tóc đó là nước rửa tay hay gì á. Rửa tay. Rửa đầu. Quá trời luôn. Quá trời luôn. Quá chừng rồi. Ồ đồ nhau cái xe. Cái xe của mấy đứa nhỏ. Có xe nữa. Xe hơi luôn. Ơi trời sữa đi cậu. Sữa. Không dập đâu. Lên chẳng nghe kìa. Thả nha coi. Rất là nhiều luôn. Bà cô chú cũng thương à. Gia đình như thương mấy bé. Lớn quá kìa. Rồi mời vào đó đi. Dạ. Rồi xe kìa, đưa xe cho bé xe. À, xe của con đó nè, đây là bé nè. Nói gì cộng đồng mạng đó, gia trưởng ngồi ôm xe đó. Đưa cái nổ. Quá trời là con giáo à. Cô giáo với công ty của Tân Thành. Cô giáo nhà trẻ con cũng
ai cũng giỏi á, giỏi chúng cho gia đình. Đây chiếc xe kìa, đây của con này quá trời sữa luôn nè, khóc luôn á, có đồ chơi xong rồi bỏ thùng ở bên giòn của thằng Đọc kìa. Trước giờ lắm nhưng mới được được chơi của Thái rồi. Quá trời sữa cho anh. Em thấy giờ thấy rồi. Hết biết gốc rồi vậy. Để thùng sao nha. Em cũng anh để cái thùng ở sau đi ha. Anh khui thùng này nè. Cái này là khui một thùng rồi ha. Còn thùng nữa nè. Có sữa rồi tiếp tục đi. Tiếp tục tay khui. Chú quay kìa. Chú quay qua đây nha. Quay qua đây nè. Một chó quay ra ngoài này nè kha. Thôi để đây. Để đâu. Quay em. Được rồi chị. Quay qua, quay trong, quay trong. Quay trong cái này. À mì. Quay cái gì đây? Quá trời. Mì, mì với bánh. Quá trời. Để nó phụ cho nha. Nè con lấy ra nè. Lấy ra để đây ha. Quá trời. Để đây nè. Ừ, con lấy mì lấy bánh. Hai anh em lại lấy nè. Lấy, lấy đi con. Nghe chị em lại lấy đi. Dạ có chắc không vậy anh chị? Có bộ dạ có hay không? Chiên đồ nữa nha. Mình bánh cháo. Để mấy tiếp rồi. Đồ ăn nữa. Sắp rồi. Để đây ha. Còn nhà cô sắp xếp vô cái thùng này cho nó gọn để mới gửi được á. Cá mồi. Rất là nhiều luôn. Đủ thứ hết trơn. Ngọt. Nè. Quá trời. Rồi mẹ ăn cho đã. Đầy đủ hết rồi. Không thiếu cái gì đấy rồi. Cháo đỏ. Cháo. Quá. Cái gì cũng thiếu. Rồi ổng thấy không ngồi nghe luôn rồi. Dạ. Quá trời. Cô nhà ơi nhìn nè. Rất là mừng luôn. Rất là mừng. Với lại quà của cô Xuyến không à. Bánh kẹo. Mà mừng cho gia đình luôn. Năm đứa nhỏ này nó ăn không có mấy ngày đâu. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cô với bà ha. Anh hai không có ơn mày. Chết cái này cảm ơn cô. Giỏi nè. Giỏi. Con em trai cũng cảm ơn. Trai nè. Cảm ơn cô. Ồ. Đó giờ chắc chưa có mạnh thường quân mà mua quà mình như thế này hả anh? Dạ hả? Ở đây là những có món quà. Nhiều khi mua được họ lóc sữa cho nhỏ ra chia nha. Dạ. Với tình thương của nhà Tâm á, thì khi mà xem clip của anh em thì mình cũng có hoàn cảnh của mình mà mua. Ở đây có con này, có con mà. Thấy đồng quá sợ. Thấy giòn đó. Quá chút thì chị soạn lại nha chị nhé. Tại thì mạnh thường quân gửi đóng hộp nên là cũng quay khui ra coi có gì trong đó cho mạnh thường quân xem á. Rất là nhiều. Sẵn đây thì cái tiền của cô giáo á, cô giáo là cũng gửi theo cái phần quà này á, là gửi là 300.000 ha. Dạ. Thôi cô giáo cũng gửi kèm theo phần quà. Anh cảm ơn cô giáo. Công ty gỗ Tân Thành. Em cũng xin cảm ơn cô rất là nhiều để gửi những món quà này cho gia đình. Tại vì trong lúc này thì anh Nguyện không thể nào đi làm được á, nên là mấy đứa nhỏ rồi vợ nữa, nó cuộc sống rất là khó khăn luôn. Nhưng mà nhờ những cái tình thương này thực sự không biết nói gì hơn nữa cả nhà. Có gạo nè, có mì, rồi nói chung là rất là nhiều sữa cho mấy bé luôn. Anh chị cũng đỡ vất vả nhiều quá. Dạ. Thì hôm nay đến đây thì ngoài những cái phần quà của nhà Tâm, nó thì cũng có mình Quân cũng gửi cho mình được ít tiền á, để cho anh Nguyện có thể là ngày mai anh có tranh thủ để đi vào bệnh viện á anh Nguyện. Dạ. Để khám, chứ anh đi bệnh viện ngoài thì chỉ biết chích thuốc và vô nước biển vậy thôi, mình cũng chưa biết là cái chuyện như thế nào nữa. Mình phải vô trong đó tái khám rồi coi như thế nào. Có tiền em đi tái khám cho nó mau hết. Dạ đúng rồi, cũng gần vô vụ làm. Dạ. Đó là lời nhắn của một Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ, có nhờ em đến đây gửi cho mình một số tiền là 4 triệu đồng để cho anh là đi bệnh viện để coi cái chân của mình ha. Dạ. Cảm ơn cô. Mạnh Thường Quân, một người chú ở bên Mỹ á. Người chú bên Mỹ là gửi cái số tiền cho hỗ trợ gia đình là 4 triệu đồng. Người chú dặn như vậy anh Nguyễn ha. Thì tiếp đó thì cũng có anh Nghiêm Nhân ở Tây Ninh thì cũng gửi hỗ trợ cho gia đình mình là được 2 triệu nữa. Đó. Thì tổng số tiền thì hôm nay em đến cũng như là gửi cho anh được 6 triệu. Em xin cảm ơn chú cô. Dạ. Chú với anh. Cảm ơn chú với anh. Cảm ơn cô. Chú ở bên Mỹ ha. Chú ở bên Mỹ. Dạ. Gửi được 4 triệu. Dạ. Đó.
Thì bây giờ thì xin phép mình gửi số tiền này đến cho gia đình luôn. Dạ. Cho anh có tiền để ngày mai để đi bệnh viện. Giờ anh gửi cho anh luôn ha. Gửi cho anh. Đây gửi xin phép luôn ha, để đếm tiền ha. Đây anh nhận giúp em. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. 6 triệu. 6 triệu đồng ha anh ha. Vâng, cảm ơn chú với anh của Mỹ. Người anh cũng như là một người chú ở bên Mỹ có liên hệ là gọi cái số tiền này đến cho gia đình để cho anh em vượt qua khó khăn trước mắt này. Dạ. Rất cảm ơn. Anh thấy sao, anh chị thấy sao khi mà có rất là nhiều những tình thương của quý nhà hảo tâm á, cũng quan tâm đến anh á. Dạ. Rất là mừng đúng không? Dạ, rất mừng. Chia sẻ cái khó khăn đến gia đình mình. Sau khi mà nghe đăng tải là anh thương hết. Cũng có một số người khán giả thì cũng mình lại nói là tại sao mà con đông quá. Con đông quá, mình nhìn thì nhìn vô rồi thấy đông thiệt, thấy 5 đứa con. Cái chị là mới 31 tuổi ha. Còn anh Nguyễn nhiêu tuổi? 36. Ồ, 36 tuổi, 5 đứa con. Mọi người khi nhìn vào nó sao mà xanh nhiều quá thì nuôi không nổi. Vậy là cái lúc mà anh Nguyễn còn sức khỏe là dạ. Đi làm là nuôi là mấy đứa con đó là bình thường thôi ha. Dạ. Lúc bây giờ là bị như vậy rồi thì sự cố nó bất ngờ quá. Dạ. Khó khăn bình thường thì vẫn đủ sống đi làm đi. Gặp nạn á. Dạ. Vô tình mình gặp cái tai nạn như vậy. Xui rủi. Thì anh dự tính nhà số tiền này sao? Anh tính khi nào mới đi bệnh viện? Em có tiền là em đi liền qua làm cho nó đỡ hai giò trước. Rồi tổng khám. Dạ. Trước mắt là khám để coi sao. Dạ. Mình có mua bảo hiểm được không anh? Có bà cô quá được rồi, quá cho được cái bảo hiểm. Như bảo hiểm này phải không? Dạ. Bà cô chưa có sự mạnh quân. Dạ. Chưa cái bảo hiểm là mình quá mừng luôn cho anh chị luôn. Cô có kêu để tìm cái đất để cô mua bảo hiểm giùm cho. Dạ. Quá mừng. Đó thì ngày hôm qua thì cũng có cô Vân ở bên Mỹ á. Cô Vân ở bên Mỹ thì cũng có liên hệ với em. Nhờ một người chú ở Sóc Trăng á, có đến thăm gia đình mình. Dạ. Hôm qua có đến rồi đúng không anh Nguyễn? Dạ có. Là chú gửi hỗ trợ mình bao nhiêu tiền? Hôm qua chú gửi cho cũng được 5 triệu. Ồ, đó là mình vui nha. Chú có Sóc Trăng á. Hôm qua chú vào đây thì chú có gửi cho gia đình được 5 triệu nữa. Dạ. Thì anh quan trọng là giờ anh lo cái chân của mình á. Dạ. Nó bớt đi, để đi làm. Hoàn cảnh gia đình thì nhà cửa, các nhà cũng biết rồi, nhà cửa thì còn một biển người đột nát á. Thì cũng rất là mong. Dạ, em cũng mong có tiền anh chị cho mau hết, đang đi làm chứ. Ở nhà thấy cũng bức cước lắm. Dạ. Đi làm quen. Làm quen cái nghĩ nó khó chịu. Nhà khó chịu thôi. Dạ. Muốn ra làm hoài mà vợ nó không cho ra làm. Rồi gán ở nhà ta đi khám rồi cho nó khỏe đi anh. Dạ. Khỏe rồi hả đi làm cho nó an tâm. Anh đòi đi hoài, anh đòi đi vòng cho làm chuyện nặng nói thôi. Làm chuyện nặng mới đây làm chuyện nặng gì. Dạ. Đúng rồi, ảnh như vậy rồi đâu có làm được. Chân không xuống nước được đâu mà làm. Để đi làm đâu cần là phải ra đồng. Dạ. Phải ra đồng, làm muốn này kia phải ra đồng. Nhỏ tôi nghe à, sao có cảm ơn chú với cảm ơn các cô các chú gửi tiền cho ba chị bệnh gửi tiền cho ba chị bệnh nha. Dạ. Ôi, giỏi giỏi nè. Sao con gái? Đấy, con gái nè. Cảm ơn ông với chú ông bà gửi tiền cho ba chị bệnh nha. Rồi giỏi bé này có con cảm ơn không? Cảm ơn chú Phương ơi, gửi tiền cho cha con chị bệnh. Cảm ơn chú Phương. Giỏi. Bé nào cũng ngoan hết. Bé là gửi lời cảm ơn đến mình Vương. Gửi cho gia đình số tiền để đi trị bệnh cho cha. Thì cũng không nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến tất cả quý mình Vương cũng quan tâm đến Vương gia đình và giúp đỡ đó. Bà vui không bà? Vui. Bà thấy mình Vương thương anh Nguyễn giúp đỡ gì vui ha. Cũng cháu vui đó. Thấy khổ quá, có mình cũng giúp mình. Bởi vậy mình cho cháu nó, mình cho nó có ăn, để nó đi làm, nó hết bệnh đó, nó đi làm vui.
Tuy số tiền không lớn nhưng là tấm lòng của mình Hùng Quân thương gia đình, giúp đỡ gia đình trong cái lúc khó khăn này á bà, rất là quý luôn ha. Anh hai ngồi yên ghe rồi con. Rồi. Bây giờ mình anh cất tiền đi anh Nguyện, cất tiền đi rồi mình chị nè, coi soạn nha. Có mấy con thích ăn gì? Cứ ăn nha. Cứ ăn đi lấy ăn. Của mấy đứa con đó. Rất là nhiều luôn. Đứa nào thích ăn gì ăn đi nghe, sữa. Ừ, mấy con ăn đi. Ăn đi. Của ông bà đó. Quá đã rồi gửi đó. Tới rồi, tới công chuyện. Con bé này là chiếc xe nè, xe quà rất là lớn luôn cả nhà. Muốn gạo nữa. Rồi xong đi chị, xong rồi, xong đi. Dạ. Để cho nó gọn. Bỏ vô thùng nữa nè. Rồi không ấy, có chỗ để không ấy thì sắp vô thùng lại. Sắp chở vô thùng lại cũng được, nó gọn. Mọi đứa nào ăn gì thì lấy đi. Rồi còn cái đó nên quên lên thế. Còn cái này là cũng của phần quà của cô giáo. Cái hộp đó ha, có cái hộp này nè. Về thùng hay gì á con? À thùng một tóc cho mấy đứa nhỏ nè. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Ồ, cô giáo gửi cho. Cô giáo gửi. Đi ra ngoài đi. Dạ. Bây giờ là chị sắp lại. Vô mì luôn. Con muốn ăn gì lấy đi con. Sắp mì vô. Ăn gì đó là mì dắt để riêng cái chị, để riêng cái nào để cô để riêng. Tươi nước mắm nào để ngoài. Thì anh em đến thì rất là vui mừng luôn. Vui mừng cho gia đình luôn. Đây quá nhiều quà. Mạnh Thông Quân ai cũng thương hết. Ở đây nè chặt quả. Sữa riêng, để một phòng riêng. Cho nó uống cây lấy nè. Cá mồi, bánh dầu ăn. Cái này Mạnh Thường Quân gửi về anh cũng yên tâm nghỉ ngơi cho khỏe hả, đi làm nha anh. Dạ. Dạ. Để nó nhắm nữa đi làm không rồi nó còn đau á. Chắc chưa khỏe đi làm không có yên tâm. Nó nhắm nữa chứ đi làm đâu không ta. Tại đây cũng tại mở ra. Con cá theo nhiều. Chim gì đó. Với nó mặn quen. Nghỉ không được, có nghỉ. Cô Xiến ở Vũng Tàu cũng được. Cô giáo ha. Dạ. Cô Xiến, cô giáo ở nhà trẻ ở Vũng Tàu. Công ty đội công hành. Dạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mua những cái này mà phải về thổn ra, khắp vô phòng đông lại, gửi về. Có chị gái rồi chở xuống đây luôn, hồi nãy chở đi theo xuống đây đó. Cũng cảm ơn mấy chú với mấy cô rồi. Dạ. Dạ. Mạnh Thường Quân thì mua quà, rồi Mạnh Thường Quân thì gửi tiền để lo bệnh, quá quý luôn. Thôi à. Đứa nào nấy nó mừng nè. Dạ. Sữa này lạ nha, nhiều cái sữa mới nha. Cùng. Chị cũng sang sắp chip lại cho gọn cái đó chị nhỏ rất là nhiều đồ luôn cũng bến lấy ra để xem ông bà gửi cái gì cho gia đình. Cái đó kêu ấy màu gì đó cái màu vòng. Dạ, bà cũng không có sữa không? Chồng nó đầu đi mặn không? Con nó không có sữa nữa. Em quả nào? Dạ. Em mới bệnh, em mới ấy ra. Dạ. Chồng dạ cho vậy mắc hơn em chú. Dạ, dạ. Bà thấy bà vui, bà con vui là Mạnh Thường Quân chắc cũng vui. Tại vì cũng giúp đúng hoàn cảnh. Rồi những tình thương đúng. Thực sự thì khi mà tụi con chia sẻ lên á, ngoài những cái Mạnh Thường Quân gửi tiền nè, gửi quà thì cũng có Mạnh Thường Quân đã đến trực tiếp ở đây rồi. Như hôm qua thì có cô Vân cũng nhờ cô chú ở ngoài chợ Sóc Trăng á là tìm tận nhà luôn, khi mà đến đây mình khảo sát luôn rồi mới gửi tiền cho được 5 triệu đó. Nó là mới thấy thực tế là hoàn cảnh nó khổ nhiều. Lo cái giò nó nữa. Dạ. Con nó uống sữa nữa. Dạ. Rồi thấy nó khổ ai cũng đều nấu hết trơn. Nó bị vậy còn sao nuôi con nó được. Dạ. Thì nó đáng chán. Cũng mong mà Mạnh Thường Quân giúp vậy là mừng các bạn ha. Mừng vậy rồi, mừng cho nó. Dạ. Ăn nó luôn. Dạ. Trời, có dầu dầu. Thôi nó bỏ à. Khơi khăn. Dạ. Anh chị sắp xếp rồi, nãy giờ quá trời sắp xếp chưa xong. Con đây mì quá chừng. Dạ. Mì bún gạo, bún tàu nha. Kẹp luôn hả? Kẹp tóc rồi. Cho em không? Mẹ
mày mày kẹp tóc rồi thằng kia cho. Kẹp mỏ nhọn hết kìa. Ừ. Cho em cái gì? Thật sự cũng rất là nhờ, cũng nhờ bà con hàng xóm ở đây, rồi mấy bà nè, mấy cô khi mà tụi con đến thăm thì cũng ai cũng nói một lời, cũng như là chung tay lại kêu gọi mình thằng quân giùm cho gia đình đó. Dạ, dạ bà. Dạ. 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 Cảm ơn chú kìa, chú ơi. Chú à, cảm ơn chú nè. Chú ngồi. Đặc biệt là nhờ mạnh thường quân giúp cho anh Nguyễn, chú không cần gì chân, chú thấy giúp cho anh Nguyễn là chú vui rồi đó. Dạ. Chú mà chú thấy hoàn cảnh của anh nói giúp hoàn cảnh gia đình anh là chú mừng lắm rồi, khỏi cần giúp chú. Dạ. Cảm ơn bà rất nhiều. Dạ. Dạ. Để quen dạ. Yêu chúng là mấy cá cá chúng là mấy ngồi làm luôn á. Nói gì nói với thắng à. Ủa nói với thằng ấy nè. Thôi thôi, đây chú đây, chú kìa. Chú ở miệng đây. Dạ. Giờ không được. Có thấy chú ngoài. Thấy có giúp đỡ gì vậy? Giúp đỡ xong anh vậy kìa. Rồi rồi, anh em à. Tôi cho là tôi mừng dữ lắm đó. Dạ đấy, mà bữa nay giá sáng đi nhà cá tẹt ấy là muốn bị nữa, muốn dưới đất nữa rồi. Dạ. Vậy chứ trời mà biết giờ nào. Dạ. Tôi thấy gì cho anh em tôi giá tỷ tôi giúp cho nó được vậy là tôi mừng rồi đó, dữ lắm rồi đó. Giá tỷ anh em nào giúp cho nó mai mốt còn có lên cộng đồng mạng giúp cho ông này luôn đi. Dạ thưa dạ. Giá tỷ tôi là tôi lớn tuổi, tôi đi dậm dậm vậy một ngày có nhiêu có 101, muốn 9 giờ 101 cũng được tôi rồi, tôi ăn cũng được rồi. Tôi nghiệp nguyện tôi thôi. Rồi. Cảm ơn chú rất là nhiều. Sữa chưa? Nhiều sức khỏe. Bởi vì tôi nói hoài á, rồi người ngoài ta nói sao mà không nói cho ông tôi thôi, vợ mình thì lớn tuổi rồi mình ăn được nhiêu đâu, mấy đồng bạc đâu. Không bẻ. Bữa nay nghe cái tẹt mà muốn chạy rồi, muốn biết đó rồi. Hôm nay chú đi làm chưa? Chú đi làm lại hả? Làm 3 ngày rồi, bữa ấy vô là chú làm rồi. Dạ. Không, thiệt nghe cái tẹt là chú nghe cái tẹt là chú có sợ chú vô liền. Trời thấy gì chứ ngán tính bỏ đi dắt móc vô đó, tính đi vô đã nghỉ đó. Dạ. Rồi mấy ông này hô thôi gán xuống đi thử coi có mưa chạy. Ông mới chạy kịp không? Hết gán chú nói chuyện này hết gán rồi. Thằng thằng lường lộn mẹ nghe cái chát một cái là rồi đứt rồi chứ chạy ra không nổi, tôi chạy không chạy đâu. Bây giờ không chờ đợi phút giây nào hết. Nghe chuyện là chạy thôi, chuyển chạy à. Đó là an toàn nhất. Chú. Sáng nghe cái tẹt cái là tôi giật mình đó, đi muốn quay về rồi. Dạ. Muốn giận muốn quay về đó. Cũng làm. Dạ. Rồi chúc chú sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Đó bên cộng đồng mạng đồ có giúp cho ông này một miếng cái gì chút tí. Hồi trước chưa có bị thì cũng không sợ gì mấy ha. Trời ơi. Ông bị chưa nhỏ nha. Chưa vô hoàn cảnh đâu có biết tụi con quẩy đâu. Đây. Quán đã sống được rồi. Rất là vui mừng cho gia đình luôn của chú anh chị. Có chị giải trực tiếp xuống nhà luôn. Dạ. Của cô giáo xuống. Hôm nay thăm gia đình. Tôi nói gì mà cảm ơn đến mình luôn. Nhiều cảm ơn chị giải này. Và cho phép anh em của tụi em là tạm khép video này ở đây ha. Xin hẹn gặp lại quý khán giả như quý mình luôn luôn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn rất là nhiều. Hỗ trợ hồi xưa có được hỗ trợ cái gì đâu. Trời ơi, xưa khổ cũng chết.